VBA năm 2019 đang ngày một đến gần và các đội bóng đang giáo diết có những sự chuẩn bị tốt nhất về mặt đội hình cũng như kỹ chiến thuật cho mùa giải mới. Hà Nội Buffaloes cũng không hề ngoại lệ, đã có những cái tên được bổ sung sau kỳ VBA Draft và những thương vụ chết cũng như đàm phán cầu thủ tự do. Có thể kể đến như Nguyễn Huỳnh Hải, Đỗ Xuân Nam, Bùi Thế Hà và đặc biệt là cái tên Henry Nguyễn. Obviously it's an adjustment period because the first couple days was kind of sloppy here. Because we're getting to know each other, building that chemistry. Everyone's very unselfish here. Coach Todd's built a great system here, so we're all trying to share the ball. We want to make basketball fun for everyone involved. So it's a new style for everyone, and everyone's nice here. That's what I say about it. Okay. And some of my teammates are really nice, and they're good. They got some talent and skill level, and we just want to see each other succeed. Những sự bổ sung thực sự đang thổi một luồng sinh khí mới vào đội bóng nửa xanh của thủ đô và khao khát khẳng định mình của họ đang tạo nên sự hưng phấn cho cả những gương mặt cũ. Việc hệ thống của huấn luyện viên Todd Bus sẽ được thay đổi từ những nhân tố con người cho tới những yếu tố về mặt chiến thuật. Sự bổ sung các bài đánh mới chắc chắn sẽ tạo nên một chiều sâu nhất định trong cơ cấu đội hình. Hơn thế nữa, Costot còn có sự trở lại đến từ Stephen Nguyễn, một cầu thủ quan trọng và cũng là một con bài tẩy của huấn luyện viên mỗi lần dụng binh. Giá trị của cầu thủ này càng được thể hiện rõ nét trong năm nay khi anh được xếp đánh cùng Harry Nguyễn, một chuyên gia xử lý các pha ném xa. Năm ngoái, những tên ném cũ của Hà Nội đã không thể hiện được nhiều. Chính vì thế, đã có rất nhiều sự kỳ vọng đặt lên vai của chàng trai mới đến từ đội bóng Hồ Chí Minh City Wings. Huấn luyện viên Todd Bus cùng bày tỏ sự hài lòng với tất cả cầu thủ mà ông hiện có. I'm really excited. The new guys that we have are a great fit for what we do. They're smart players, they're unselfish, and we've been practicing for a little while now, but I love the way the pieces are fitting together. I think that the way we like to share the ball, the way we like to focus on defense, that's the mentality of the guys we brought in. And so it's been wonderful to watch them start to develop. Today was the first day I got to watch both Stephen and Henry Wynn in the backcourt together. And it's fitting together the way I had hoped. Obviously, it's our first practice, but I like the dynamic of the way the pieces are coming together. Và chắc chắn sẽ có nhiều sự điều chỉnh phù hợp trước ngày khởi tranh VBA đến từ người thuyền trưởng này, với một đội hình rất nhiều thay đổi trước mùa giải mới. Tuy nhiên, với sự tự tin của huấn luyện viên Todd Bus và các học trò, những người hâm mộ đội bóng Hà Nội Buffaloes hoàn toàn có thể tự tin một mùa giải đầy hứa hẹn đang chờ đợi họ ở trước mắt.